cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Ở phiên tòa này, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 đồng phạm hầu tòa với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định trong giai đoạn 2 của vụ án có 35.824 bị hại, 534 tổ chức cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại đương sự theo quy định tại Điều 62, Điều 65 và Điều 292 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và đảm bảo quyền lợi ích của các bị hại đương sự theo đúng quy định của pháp luật. Việc xét xử vắng mặt các bị hại đương sự không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của các bị hại đương sự. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triệu tập gần 100 luật sư bào chữa để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, người liên quan và bị hại. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 4 luật sư bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, cháu gái bị cáo Trương Mỹ Lan có 2 luật sư bào chữa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, bị cáo Trương Mỹ Lan thành lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 1992, nắm giữ 60% cổ phần và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ khi thành lập đến nay. Từ năm 2018, đến năm 2020, bị cáo Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo thuộc cấp sử dụng 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Zetra, Sunnyworld đều thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu mà bị cáo Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Ngoài ra, cáo trạng cũng xác định trong 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty, 12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty tổ chức nước ngoài để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, 21 công ty đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định, tổng cộng 1,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 35.360 tỷ đồng và thực hiện 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về, tổng 3 tỷ đô la Mỹ, tương đương 71.360 tỷ đồng. Tổng số tiền Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ đô la Mỹ, khoảng 106.730 tỷ đồng. Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn bị cáo buộc tội rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu với số tiền 445.747 tỷ đồng. Đội an ninh công an thị xã Sơn Tây Hà Nội phát hiện một tài khoản Facebook có bình luận nội dung xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công an thị xã Sơn Tây đã lập hồ sơ xử phạt một trường hợp về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đội an ninh công an thị xã Sơn Tây phát hiện một tài khoản Facebook có bình luận nội dung xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua giả soát, cơ quan công an đã xác định chủ tài khoản có hành vi trên là anh NDG, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ngày 14 tháng 9 năm 2024, đội an ninh công an thị xã phối hợp với công an phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây đã mời anh Dê đến trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, anh Dê thừa nhận vi phạm của bản thân và trình bày do thiếu hiểu biết nên dẫn đến hành vi trên. Anh Dê đã tự giác kiểm điểm, gỡ bỏ thông tin vi phạm mình đã đăng tải và cam kết không tái phạm.
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 18 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội thông tin liên quan đến sự việc một nữ công nhân làm việc tại công ty Samsung Việt Nam bị tung tin nhiễm HIV rồi lây truyền cho nhiều người khác. Một thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ngày 25 tháng 7 năm 2024, trên mạng xã hội Facebook Zalo xuất hiện bài đăng đính kèm thông tin sai sự thật có nội dung công nhân CTG của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, viết tắt là SEVT, bị nhiễm HIV và lây lan cho nhiều nam giới khác trong và ngoài công ty SEVT. Qua giả soát và xác định trang Facebook Net Việt Bay, vé máy bay giá rẻ là trang đã đăng tải nội dung trên, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã mời PTN sinh năm 1998, quê quán Nam Đàn, Nghệ An, chỗ ở hiện phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội là quản trị viên trang Facebook Net Việt Bay vé máy bay giá rẻ lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, PTN đã thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook nhằm mục đích tăng lượt like cho trang Net Việt Bay vé máy bay giá rẻ để phục vụ cho việc bán hàng. Căn cứ vào tài liệu đã xác minh làm rõ hành vi vi phạm, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PTN số tiền là 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán tin giả, tin sai sự thật, được quy định tại điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 và Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo tất cả các tổ chức cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Những trường hợp vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Lợi dụng bão số 3 phức tạp, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo tổ chức uy tín nhằm quyên góp và trục lợi tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Thông tin sai lệch, không đúng sự thật về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả sau bão. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị người sử dụng không phát tán tin giả cần kiểm tra lại trước khi chia sẻ. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa cảnh báo trên các trang mạng xã hội những ngày vừa qua xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo Hội Chữ thập đỏ nhằm vận động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Qua xác minh, các cơ quan chức năng tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão lũ còn phát hiện hàng loạt fanpage giả mạo các cơ quan tổ chức uy tín khác như Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh, Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Chưa kể, rất nhiều tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang cho người dân đã khiến các cơ quan chức năng phải liên tục đăng tin cảnh báo và xử lý các vi phạm. Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam có địa chỉ tin giả.gov.vn. Không chỉ tiếp nhận phản ánh về tin giả mà vẫn liên tục đăng tải các thông tin cảnh báo về thông tin sai lệch. Đây là một trong những địa chỉ tin cậy mà người sử dụng có thể truy cập để phản ánh về các loại tin giả, tin xấu độc hoặc tự tra cứu địa chỉ các đường link tin giả. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, đối với công tác xử lý các đối tượng tung tin giả thời gian vừa qua, hiện nay chúng tôi cũng thống kê có nhiều địa phương đều đã chủ động xử lý các đối tượng này. Ví dụ như ở Hải Dương đã xử lý 21 trường hợp tung tin giả về mưa lũ trên các mạng xã hội. Công an Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Phòng đã xử lý rất nhiều các trường hợp tung tin giả để vỡ đê. Quảng Ninh xử lý tin giả liên quan đến thông tin là Cẩm Phả vớt 16 xác người buộc dây. Chúng tôi cũng cảnh báo người dân cần tỉnh táo để xác thực các thông tin trước khi chia sẻ. Chỉ trong một tuần từ khi bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc, Bộ Thông tin và Truyền thông còn phối hợp với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như là Facebook, TikTok để gỡ bỏ gần 90 thông tin sai sự thật và chặn các tài khoản đăng tải thông tin xuyên tạc về tình hình phòng chống thiên tai.
Trung tâm xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam cũng tiếp nhận 45 trường hợp tin giả chuyển đến các cơ quan chức năng điều tra và xử lý. Do ăn chơi nợ nần không có tiền trả nợ, người đàn ông ngụ tại thành phố Biên Hòa đã bán xe máy. Sợ gia đình trách mắng, ông này đã đến công an báo tin giả là mình bị cướp tài sản. Ngày 18 tháng 9, công an thành phố Biên Hòa vừa tiến hành điều tra xử lý đối với ông PVN, 56 tuổi, ngụ ở thành phố Biên Hòa về hành vi tạo hiện trường giả bị cướp tài sản. Theo đó, vào lúc 16 giờ ngày 16 tháng 9, ông PVN đến công an phường Long Bình, thành phố Biên Hòa để trình báo. Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc khu phố 7, phường Long Bình thì bị hai đối tượng đi xe mô tô không rõ biển số ép sát đầu xe ông vào lề, cầm một vật nhọn dí vào sau lưng, khống chế cướp xe mô tô biển kiểm soát 60F1957XX, một điện thoại di động, 300.000 đồng tiền mặt cùng giấy tờ rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an thành phố Biên Hòa đã phân công tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp cùng Công an Long Bình tổ chức khám nghiệm điều tra xác minh. Qua quá trình điều tra, xác định đây là thông tin giả. Tiến hành làm việc, ông PVN khai nhận ăn xài quá đà do nợ nần nên đã mang xe đi bán và báo tin bị cướp tài sản để gia đình không trách mắng. Liên quan đến vấn đề trên, luật sư Lê Minh Chí, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc cố ý tố giác báo tin giả đến các cơ quan có thẩm quyền là hành vi trái pháp luật. Tùy theo tính chất mức độ, người báo tin giả có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí là có thể bị xử lý hình sự và phải bồi thường thiệt hại nếu có cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi đó gây nên. Theo quy định tại điểm C khoản 3 điều 7, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, cá nhân có hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, cá nhân nào bịa đặt vu khống người khác có hành vi phạm tội và tố cáo họ đến cơ quan có thẩm quyền, tùy từng trường hợp, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống, được quy định tại Điều 156 Bộ Luật Hình sự với hình thức mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù. Bên cạnh đó, theo các quy định tại Điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Do đó, người cố ý tố giác báo tin giả về tội phạm mà xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị tố giác báo tin giả có thể phải bồi thường nếu người bị thiệt hại có yêu cầu theo luật định. Luật sư Lê Minh Chí cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, không tùy tiện thực hiện các hành vi báo tin tố giác không đúng sự thật, tránh gây thiệt hại cho người khác. Hành vi này có thể bị xử lý trách nhiệm pháp luật theo luật định.